Chào cả lớp, chào các bạn nha. Mình là Ninh Táo. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái clip thứ 6 phân tích chữ Hán thể hành thư 3.500 chữ. Thế thì với clip thứ 6 này thì hôm nay mình sẽ tiếp tục là đập hộp cây bút máy vàng. Đấy, gọi là bóc hộp thôi chứ đập hộp là phải mua một cái gì đó rất là giá trị đúng không? Thì thực ra bút máy này thì nó là một cây bút mà mình được coi nó như là một người bạn. Bút máy vàng các bạn nhìn này. Đấy. Thì loại này là loại 0.7 các bạn nhé. Đây là một cây bút còn mới tinh, nguyên tem. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng một cái màu mực, đó là màu này. Xanh xanh này thì mình không biết nó là xanh gì, xanh ngọc à. Đấy các bạn nhìn này, xanh ngọc các bạn nhé. Này. Màu rất là đẹp nhá. Hay còn cái nọ này còn mới và mình mới dùng được tầm khoảng có 1-2 lần gì đấy thôi. Ngày hôm nay thì mình sẽ dùng nó. Trước khi chúng ta dùng màu mực ấy, dùng mực ấy thì các bạn nhớ lắc lắc lên nhá. Lắc nó lên. Đấy, ở bên trên hãy còn nó hơi bong bóng một chút nữa, các bạn nhìn chưa, đẹp chưa? Đấy, ok. Bắt đầu thì chúng ta sẽ tháo cái ruột bút ra và các bạn sẽ cắm vào đây. Xoắn nó lên nhá. Xoắn lên như này này. Đấy, nó lên được một chút rồi này. Các bạn nhìn chưa ạ? Chúng ta sẽ sử dụng giấy ăn để lau nó đi. Đấy, rất là sạch sẽ. Nếu như các bạn biết sử dụng bút máy này, các bạn sẽ cảm thấy nó rất là sạch. Nó rất là sạch đấy. Thỉnh thoảng thì đôi khi chúng ta bất cẩn thì mực nó rớt ra tay hay là nó thấm qua giấy thì nó mới bị bẩn thôi. Nhưng bẩn không sao cả, chúng ta mang đi rửa thì chuyện bình thường. Các bạn chỉ có những cái lúc mà các bạn bơm mực như thế này. Đấy. Và những cái lúc mà các bạn tháo bút ra, các bạn vệ sinh, các bạn mới bị bẩn thôi. Chứ còn bình thường ấy thì nó được bảo quản ở trong cái thân bút này, ruột bút ở trong này thì nó không bị bẩn ra ngoài đâu. Như vậy là mình đã bơm được xong này, các bạn thấy nó mực bắt đầu nó trào ra rồi này. Đấy, thì bây giờ thì mình sẽ viết ra cái clip thứ 6 để các bạn có thể xem và cái chiêm nghiệm được cái màu mực này nhá. Màu mực này là một màu mới và mình muốn hướng tới để mình viết thử cho các bạn xem thử xem màu mực nó có đẹp hay không nhé. Tới clip thứ 6 này thì mình sẽ phải dở sang cái trang clip thứ 6 5 này 6, đây 6 bên này các bạn ạ. Clip thứ 6 này cũng khá là nhiều những cái chữ Hán mà các bạn thấy là viết theo lối hành thư mà chúng ta sẽ phải viết lại nó. Ở đây có phần chữ khải các bạn nhá. Khải này, khải này. Còn bên trên này là hành, những cái ô to này là hành. Ô này khoảng 3cm nhá, 3 phân. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu viết một số các chữ Hán thể hành thư này nào. Bắt đầu thì chúng ta sẽ chuyển qua, chúng ta viết những cái chữ Hán đầu tiên các bạn nhá. Thế thì ở đây các bạn nhìn này, chữ đầu tiên, chữ này là chữ khấu, nghĩa là gõ đập này. Nó là một cái gọi là tượng thanh ra, nó có vì các bạn thấy nó có bộ khẩu này các bạn chưa ạ. Thế bây giờ chúng ta sẽ viết nó như thế này nhá. Bộ khẩu này chúng ta viết này, các bạn để ý là viết hành thư nó sẽ nối từ bộ khẩu nối sang với bộ tiết và kéo một nét sổ kim từ trên xuống dưới. Thì chúng ta cũng sẽ viết như vậy, đưa lên và như thế này, đưa lên sổ kéo dài từ trên xuống. Đấy, đây là xanh ngọc các bạn nhìn, màu xanh ngọc này, nhìn nó lát nữa nó sẽ khô lại, nhìn màu rất là đẹp nhá. Tiếp tục, chữ này là chữ quảng. Quảng này nghĩa là họ các bạn nhé. Họ Quảng. Thì mình sẽ viết nó như thế này. Đấy. Sau đó là bộ ấp này. Cũng là kéo một nét sổ kim từ trên xuống dưới. Tiếp tục là tới chữ này là chữ lan. Lan này trong hoa lan. Thì lan này được viết theo lối giản thể. Thì các bạn thấy là nó sẽ có cách viết như thế này. Chúng ta viết một nét chấm, sử dụng ký tự S5 đi ạ, kéo một ngang này, hai ngang này, đấy, ba ngang, một nét ngang cuối vào như thế này, gọi là ngang, ngang dài ấy. Ở cái đoạn này chúng ta lối vào, hoặc có thể không cần lối cũng được các bạn nhé. Ngang bên trên này viết dài hơn một chút. Tiếp tục là tới chữ này là chữ lạc. Lạc này nó có nét phẩy nằm, tuy nhiên trong hành thư chúng ta sẽ bỏ nét phẩy nằm đi và viết theo kiểu là một nét ngang và có móc nhẹ xuống để thay thế cho nét phẩy nằm phía bên trên. Chúng ta cùng viết như thế này, đi xuống phía dưới, nhớ giảm mực tay các bạn nhé. Sổ thẳng từ trên xuống, móc lên. Đấy. Hai nét chấm đánh sang hai bên.
Đấy, thế là tới cái bộ thị này thì các bạn sử dụng ký tự V cho mình. Tiếp theo là nét sổ cong móc thì các bạn chỉ cần viết sổ xuống dưới như này và móc xuống dưới, hoặc các bạn móc ngược lên trên, tùy các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ ghi vào đây lễ này. Đấy, lễ này tiếp tục là tới lạc này. Lạc này cái nào vui sướng, an lạc, lan, hoa lan, quảng, quảng này nghĩa là họ nhá, họ Quảng ở bên Trung Quốc. Tiếp tục là đây là chữ này là chữ khấu, nghĩa là gõ đập, kêu, từ gọi là tượng thanh, phát, nó gọi là phát ra âm thanh. Tiếp tục chúng ta xuống phía bên dưới thì nó sẽ có 5 chữ Hán tiếp theo, đó là chữ lịch, lập, liêu, lánh, lệnh. Toàn gọi là N cao thôi đúng không? Toàn là N cao thôi các bạn nhé. Thế thì nó sẽ xếp vào theo dạng ký tự là chữ cái. Thế bây giờ chúng ta sẽ viết thử nó như sau. Chúng ta biết cái chữ lịch này được viết như nào, các bạn cùng quan sát. Lịch này cái là lịch sử, lịch đã trải qua này. Chúng ta viết một nét, nó có bộ Hán phía bên trên ngang vào một nét sổ phẩy. Thì ở trong hành thư chúng ta sẽ viết là theo kiểu dạng ký tự số 7 và đưa móc lên trên nhé. Móc lên trên và viết ở đây là viết theo kiểu dạng biến hóa y khá là nhiều đấy. Tại vì nó bây giờ kéo một nét phẩy và bẻ cong vào như thế này, chứ không phải là viết là ngang gập móc trước. Tức là viết cái chữ lịch này ở trong hành thư này nó được viết khác hẳn so với quy tắc bút thuận của chính khải. Đấy, chúng ta gập xuống như này, bẻ cong vào như này. Như vậy là các bạn phải trải qua các bạn mới biết viết được. Còn nếu như chúng ta viết hành khải, chúng ta vẫn viết theo gọi là viết giống như là trong chính khải các bạn nhé. Ngang như này đi xuống ký tự số 7 này, ngang đi vào như này, xong bắt đầu đánh một nét phẩy vào, thì đây là hành khải. Hành khải. Còn sang khải thư chúng ta thấy là viết nét phẩy trước, đấy, kéo cong vào phẩy và bẻ gập xuống. Nó dạng kiểu viết số 3 như này rồi. Đấy, cho nên cả lớp cần phải chú ý nhé. Tiếp theo từ chữ lập. Lập được viết như sau, một nét chấm móc, tiếp theo một nét ngang này. Đấy, đi xuống dưới như này, sử dụng ký tự S5, phẩy dài xuống phía bên dưới và đánh một nét ngang, hơi gợn móc đi lại nhé. Chữ liêu được viết như sau, chúng ta quan sát chữ liêu đây như thế này, móc nhẹ lên và sử dụng bộ quay xước. Đấy, sử dụng bộ quay xước này kéo cái nét mác này, chúng ta viết là chúng ta đi hơi chắc nhận lên trên như này thì nó sẽ đẹp hơn, thay vì chúng ta kéo nó ngang ra. Liêu này nghĩa là xa xôi, chỉ vùng đất xa xôi. Tiếp theo từ chữ lánh. Lánh này có bộ khẩu phía bên trên, bên dưới có bộ lực, phải đánh nhẹ xuống này. Hầu như là nó cũng không có quá cái gì gọi là đặc biệt. Được viết cũng được viết giống như là trong gần như là được viết theo kiểu là khải thư. Nhìn khải là có thể đọc sang hành. Tiếp tục là viết từ chữ lệnh ấy nhá. Các bạn nhìn này, phẩy từ trên số này chúng ta đưa như lên, móc lại như thế này, chấm ở đây, kéo gập vào như này và đánh một nét chấm ngắn xuống bên dưới và móc nhẹ lại như thế này. Thì đây nó chính là chữ lệnh. Lệnh này nghĩa là mệnh lệnh. Đây là lánh này. Lánh này nghĩa là xa nhé. Tức là xa này, ngoài này, rồi là khác này. Ví dụ như là mặt khác này, bề ngoài này, hay là nó là sự khác biệt phía bên ngoài, không phải bên trong. Liêu này nghĩa là xa xôi. Lập này nghĩa là thành lập, đứng, xây dựng. Còn đây là lịch, lịch sử, những việc đã gọi là xảy ra, trải qua. Đấy. Nào, chúng ta đẩy sách lên, chúng ta học thêm 5 chữ Hán tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ viết 5 chữ Hán tiếp theo các bạn nhé. Thế thì 5 chữ Hán tiếp theo đó là chữ Long này. Tiếp theo tới chữ Nhẫn này. Đây, mình vừa viết, mình sẽ vừa giải thích cho các bạn nhé. Chữ tiếp theo đó là chữ Long, được viết theo lối giản thể và viết trong hành thư chúng ta viết nó như thế này, ngang đi lên như này, phải tạt từ trên xuống dưới như này. Tiếp tục chúng ta sẽ viết đó là một nét ngang đi lên như này, đi xuống, móc lên, lấy một nét chấm ở đây. Chữ Long này nghĩa là con rồng, còn đây là chữ Nhẫn các bạn nhé. Đấy, ngang đi lên này, đưa vào như này, phải tạt ra và đánh một nét chấm
sỏ nó vào. Thì chữ nhẫn này thì nó là một trong những cái chữ hán mà nó về đo, về gọi là thước đo cổ của người cổ đại ngày trước người ta dùng. Tiếp theo từ chữ nhưng. Nhưng này nghĩa là ném này. Chúng ta sẽ sử dụng ký tự ở đây là ký tự G này các bạn nhé. Đấy, sử dụng ký tự G. Đấy, sử dụng ký tự G để các bạn viết được cái chữ hán này. Tiếp tục chữ tiếp theo đó là chữ này có ý nghĩa là chữ thiểm. Đấy, nghĩa là lẩn trốn, ẩn náu. Thì các bạn viết là như thế này. Chúng ta viết bộ môn này. Đấy. Tiếp tục này, bẻ cong vào như này. Móc nhẹ lên. Đấy, ở đây chúng ta sẽ hơi gọi móc nhẹ lại một chút nha. Đấy. Tiếp tục chúng ta viết tiếp là chữ tiên. Tiên này nghĩa là tiên, thần tiên, tiên cảnh nhưng mà bộ nhân này. Sau đó chúng ta viết vào một nét sổ xuống, tại vì đây là chữ sơn, bộ sơn này, cho nên các bạn sẽ viết là một nét sổ từ trên xuống, các bạn bẻ cong vào, các bạn phẩy nhẹ xuống nhé. Đấy, đưa nhẹ lên như này, móc lại. Nào, bây giờ thì các bạn sẽ nhìn vào đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Chúng ta ghi hán Việt tiên này, thiểm này, đó là ẩn náu này. Đấy, còn tiên này nghĩa là thần tiên nha. Tiếp tục đây chữ nhưng này. Nhưng này nghĩa là ném nha. Nhưng nghĩa là ném, đẩy. Đó là một động từ sử dụng bộ thủ của tay. Tiếp tục là tới chữ này, chữ nhẫn nghĩa là nó là một thước đo. Thước đo thầy cổ nó rơi tầm 7 đến 8 thước gì đấy. Tiếp tục đây long nghĩa là con rồng. Rồng, hán Việt đó là long các bạn nhé. Đấy, được viết theo lối giản thể, hành thư. Chữ tiếp theo nào, chúng ta thấy là tiếp tục là các bạn sẽ viết thêm cho mình là chữ, năm chữ tiếp theo đó là chữ, tiếp theo là chữ thân này. Thân này nó nằm thuộc về thiên can địa chi các bạn nhé. Chúng ta cách một dòng ra này, chúng ta viết nó như sau. Sổ xuống, bẻ cong ra như thế này, đưa ngang vào. Ngang vào như này các bạn đưa nhẹ lên, kéo một nét sổ từ trên sổ xuống dưới. Đấy, sổ thẳng từ trên xuống dưới như này nhé. Tiếp tục chúng ta viết sang cái chữ sinh. Sinh này chúng ta viết nó như sau. Nó lại được viết theo kiểu lối ở trong sách ấy, hành thư ấy, các bạn ấy viết theo kiểu dạng theo kiểu là phải nói sao nhỉ, trong chính khải thì là phẩy, nhưng mà ở đây thì lại được viết theo kiểu hơi ngang ngang ra, lại đưa nhẹ lên trên. Có thể nó cũng sẽ là một cái điểm nhấn, chúng ta đưa thử xem thử. Đây như thế này đúng không ạ? Sổ số phía dưới và đúng là sử dụng ký tự 1/2 thật. Đấy, không viết cẩn thận có lại ra chữ xuất bây giờ, tại vì chúng ta đưa hất nhẹ lên mà khá là giống. Tiếp theo từ chữ thánh. Thánh chúng ta sẽ sử dụng ký tự x, nhưng mà các bạn nhớ phải viết vòng và rộng ra phía bên ngoài nhé. Đấy, bên dưới cũng sử dụng ký tự 1/2 là chữ thánh. Tiếp tục tới chữ thất. Nó vẫn đang theo kiểu là thánh thất này, xong là thạch này các bạn. Đấy, đều là phần th. Đây, chúng ta vòng ra như thế này, đi lên, sổ, cong phẩy, đánh vào. Phải đánh tạt đuôi nó vào, vẩy mạnh lên trên một chút nữa. Và đánh một nét chấm, móc xuống phía bên dưới nhé. Và móc nhẹ lại một chút. Tiếp tục chúng ta viết sang chữ thạch. Thạch nghĩa là cứng, tại vì nó là đá mà. Ngang đi lên, đi xuống, và móc nhẹ lại sổ, bộ khẩu. Thạch nghĩa là đá, nghĩa là chỉ về vật cứng. Đấy, chỉ về vật cứng các bạn nhé. Thạch. Tiếp tục là thất. Thất này nghĩa là thất bại. Thất là mất đi, thất lạc, rơi, vỡ. Thực ra thì một chữ Hán nó có khá là nhiều nghĩa, và nó phải đi cụm từ, cặp từ hay là thành ngữ thì chúng ta mới hiểu nghĩa gọi là sâu rộng hơn. Còn đúng, nó đúng một mình như thế này, ngữ cảnh như thế này thì có khá là nhiều những cái trường hợp ngữ cảnh ý nghĩa nó sẽ khác nhau. Tiếp tục tới chữ thánh. Thánh này nghĩa là và với chữ sinh này thì các bạn thấy được là sinh này nghĩa là sinh sống các bạn nhé. Còn đây là chữ thân. Thân này là nó là thuộc ngôi thứ 9 trong thiên can địa chi. Các bạn chú ý cho mình nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua, chúng ta học 5 chữ tiếp theo. Thì lúc này thì mình sẽ để xuống phía dưới. Đấy. 5 chữ Hán tiếp theo ở đây là chữ sử này. Đấy, tiếp tục đây là thỉ này, nghĩa là mũi tên này. Đây là chữ thị, nghĩa là thành phố này, thành thị này. Thế này, chữ thế này viết ở trong hành thư khá là đẹp các bạn. Phải thấy là dựng hình
dựng hình của thư pháp ra. Người ta đã dựng hình rồi, các bạn thấy là rất sẽ rất là đẹp các bạn nhìn chưa. Tiếp tục là tới chữ tiếp theo, đó là chữ xoái. Xoái này nghĩa là vẻ đẹp, đẹp này. Mà các bạn hay gọi là sự gọi là xoái ca ấy các bạn. Đấy, thế bây giờ mình sẽ thử viết nhá. Đây cả lớp nhìn vào đây, chúng ta sẽ thử viết 5 chữ tiếp theo. Các bạn nhìn nhá, chữ sử đầu tiên này. Chữ đầu tiên chúng ta viết chữ sử, chúng ta sẽ viết nó theo kiểu như thế này. Chúng ta sẽ có viết một bộ khẩu. Đấy, xong đi vào như này, các bạn kéo ngang nó ra như này nhá. Tiếp theo chúng ta sử dụng ký tự X đi vào bên trong như này và đánh móc lại ký tự X nối vào với nhau. Để tạo ra ký tự X này thì chúng ta cần phải học ký tự X được viết như thế nào. Tiếp tục phải ngang đánh vào. Ở đây chúng ta sẽ viết là nét mác các bạn nhé. Nét mác. Tiếp tục là tới chữ thị. Chữ thị có cách viết một nét chấm ngang, sau đó kéo xuống phía dưới, đánh cong vào bên trong. Cách viết nó giống như bộ cân. Đấy, đánh vào bên trong này và kéo nét sổ từ trên xuống dưới, sổ thẳng từ trên xuống dưới. Tiếp tục chữ tiếp theo, chữ thế. Chữ thế có cách viết của nó cũng khá là ấn tượng. Chúng ta viết một nét ngang như thế này. Đấy, gợi móc lại nha. Tiếp tục chúng ta sẽ viết các nét ngang được viết liên tiếp với nhau này. Sổ gập xuống, kéo vào như này nha các bạn nhé. 1 này, 2 này, đánh vào như này, gợi móc lại. Đấy, thì đây là cách viết của chữ thế. Tiếp tục là tới chữ xoái. Xoái ca. Đây, đi nhẹ lên trên. Tiếp theo chúng ta viết bộ cân này. Số thẳng từ trên xuống dưới như này các bạn nhé. Xoái này nghĩa là vẻ đẹp và giỏi, chỉ về người đàn ông vừa đẹp trai vừa giỏi. Thì đây chúng ta ghi đây chữ xoái. Đấy, nếu như có một nét ngang phía bên trên này nhé, nếu như có một nét ngang phía bên trên này thì sẽ thành ra chữ sư. Đấy, sư nghĩa là thầy, nghĩa là nghề giáo, người ta là thầy giáo dạy. Đấy, sư các bạn nhé, nhưng mà đây là viết theo giản thể thôi. Giản thể các bạn nhé, chữ thế này. Thế này nghĩa là thế giới, thế cuộc này. Trần thế. Chữ thị này nghĩa là thành phố, thành thị. Đây là thị nghĩa là mũi tên các bạn nhé. Nó cũng là bộ thị. Còn đây là chữ sử. Sử này nghĩa là lịch sử đấy mà. Sử này là để mình xem nào. Sử này là lịch sử này và gọi là sử quan chép sử này, ghi chép lại. Đấy. Tiếp tục chúng ta học thêm 5 chữ Hán tiếp theo nào. Với 5 chữ Hán tiếp theo các bạn học cho mình là chữ ti này, tư này, hồi này, thuật này, thị này. Thế thì với chữ ti này thì nó sẽ là sợi tơ, tơ tằm các bạn nhé. Chúng ta viết bộ nhân này, đưa lên này, xong là các bạn đưa móc ở lên trên, chúng ta viết dạng ký tự số 3, kéo một nét ngang dài vào. Tiếp tục là tới chữ tư này, kéo như này, vẽ cong vào, móc nhẹ lên, ngang bộ khẩu. Đấy. Tiếp tục là tới chữ hồi. Bộ khẩu kéo vào như này, nhưng mà các bạn sẽ bị kéo tạt nó xuống bên dưới. Móc, gọi là hơi móc xuống bên dưới, kéo nét ngang vào như này. Đấy, các bạn thấy, ở đây là kỹ thuật của nó nha, các bạn kéo nét ngang vào nhá, không phải chúng ta viết này, nó như thế này cũng được. Đấy, riêng nó bảo cũng được. Ở đây nếu các bạn kéo được nét ngang nối vào. Tiếp tục chúng ta viết tiếp là chữ thuật. Các bạn nhìn nhé, thuật này chúng ta kéo một nét sổ vào bẻ ngang. Đây này, như này này. Đấy, đi ra như này, kéo móc lại, đánh một nét chấm. Ở đây thực tế khi các bạn kéo vào, trên này nó thay thế nét ngang này, phẩy này, và kéo đây là thay thế cho nét mác luôn này. Đấy. Tiếp tục nha, chúng ta viết chữ thị nha. Ngang sổ từ trên xuống, đánh hai nét chấm xung quanh ở hai bên. Đây là chữ thị. Các bạn ghi cho mình là thị này. Thị này nghĩa là biểu thị, thể hiện nhé, bày tỏ, nêu ra nhé. Đây là chữ thuật này. Thuật này nghĩa là phương pháp này, kỹ thuật này. Hồi này nghĩa là trở về, quay lại. Tư này nghĩa là công ty này. Đây là ti tư các bạn nhé. Thì mình cứ gọi là ti đi. Thì ti này nghĩa là công ty, tổ chức. Đấy, những cái đơn vị tổ chức ra. Tiếp tục là tới chữ ti này. Ti này nghĩa là sợi tơ, tơ tằm các bạn nhé. Nó trong cái khải thư này các bạn thấy nó có hai cái bộ. Bộ này là chúng ta thấy là nếu thêm một nét chấm thì nó là bộ yêu
Và nếu như là hai phẩy như này thì nó sẽ là ra bộ gì? Tiếp theo, năm chữ từ Hán tiếp theo các bạn viết cho mình đó là chữ trạch này. Trạch nghĩa là nơi ở, nhà ở này, các bạn cùng quan sát nhé. Chữ này được viết như sau, các bạn nhìn này. Nó có một cái bộ miên phía bên trên, nhà ở mà các bạn. Tiếp tục các bạn sẽ đưa xuống phía dưới như thế này, đưa. Đấy. Ở đây thì các bạn có thể móc lên trên như này hoặc các bạn có thể móc xuống dưới nhé. Tiếp tục là chữ tha. Đây là một đại từ nhân xưng. Bẻ cong này, sổ bạn móc lại và chúng ta đánh một nét nghiêng xuống dưới như này. Đấy, chữ tha này thì kỹ thuật của nó viết, nếu như viết giống như ở trong sách, kỹ thuật cũng khá là khó và nó được viết theo kiểu dạng dạng thư pháp rồi các bạn ạ. Ở đây các bạn cũng có thể viết thay thế là một nét sổ cong móc như thế này. Đấy, như thế này, móc nhẹ lên như thế này cũng được nhé. Đấy. Tiếp tục và chúng ta viết chữ hợp. Trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng nét mác. Đấy, tại vì bên dưới nó có bộ thủ, nó có bộ thủ được viết bộ khẩu nữa, cho nên là mình không thể viết sử dụng nào phản mác trong trường hợp này được. Tiếp tục vào tới chữ thảo các bạn nhé. Thảo trong từ thảo phạt, phê chuẩn, thảo phạt. Đây, từ viết như này, ngang đi lên trên như này. Đấy, xong đưa lên trên ngang ra ngoài và kéo cho mình bộ thốn vào, đánh cho mình một nét chấm. Sử dụng ký tự g ngược ở trong trường hợp này các bạn nhé. Tiếp tục vào tới chữ điền. Điền này là nhớ là các bạn, nó có cách viết là thu, thu về các bạn nhé. Sử dụng ký tự 1/2 này. Điền này nghĩa là nó thu về, thu hai bên về theo thư pháp. Điền này nghĩa là ruộng. Thảo, thảo này nghĩa là thảo phạt, phê chuẩn đây mà. Chữ này thì có ý nghĩa là đánh dẹp này, hay là xin này, đòi hỏi một cái gì đó. Còn đây là hợp, hợp này nghĩa là hòa hợp, thích hợp. Tha, đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, chỉ về một người được nhắc tới trong một cuộc nói chuyện giữa hai người. Tiếp tục đây là chữ trạch. Trạch này nghĩa là nơi ở. Đấy, đúng không? Trạch, các bạn đã nghe qua Hán Việt chưa? Nó nghĩa là chỉ về nơi ở, nơi trốn các bạn nhé, nhà ở nhé. Tiếp tục năm chữ tiếp theo nào, năm chữ cuối cùng trong chuỗi clip thứ 6 này. Năm chữ cuối ở đây đó chính là chữ đầu. Các bạn nhìn quan sát chữ đầu này, nó có hai cái nét chấm, các bạn có thể kéo nối xuống dưới luôn như thế này. Đấy, sau các bạn kéo tuột ngang ra như này nhá. Đưa nhẹ lên và đánh một nét sổ cong phẩy vào. Tiếp tục chúng ta sẽ đánh một nét chấm, móc nhẹ lại. Đấy. Tiếp theo là tới chữ ngoại. Ngoại được viết như thế này. Đấy, đánh nét chấm vào như này các bạn nhé. Đưa khởi bút, đưa lực tay lên, kéo nét thanh đậm, rõ sắc sảo, ngang, đưa ngang như này, dứt khoát này. Trong hành thư này chúng ta viết cái chữ vị này phải dứt khoát giúp mình nhé. Đây, móc nhẹ lên này, chấm này, hai bên này chúng ta sẽ đều viết có móc nhẹ lại, tức là nó sẽ thu, thu về hai bên về. Tiếp tục đây là chữ mậu, sổ, đưa lên như này, hất nhẹ lên, nghiêng móc từ trên nghiêng xuống, phẩy và đánh một nét chấm móc gọn lại. Tiếp tục là tới chữ vụ. Đây là bộ lực phía bên dưới. Chữ vụ này nghĩa là phục vụ, công vụ, vụ việc, phục vụ. Mậu, mậu này là ngôi thứ 5 trong thiên can. Tiếp theo tới chữ ngoại này. Ở đây đây chữ vị. Vị này nghĩa là thực ra thì nói là vị này thì là nó chưa, gọi là vị thành niên đi. Đây là có chưa trưởng thành. Hay là vị ở đây nghĩa là nó sẽ có hai nét ngang nhá, ngang ngắn phía bên trên và ngang phía bên dưới. Chưa tới, chưa đến là vị. Nếu như có nét ngang dài phía bên trên và nét ngang ngắn phía bên dưới thì thành chữ mạt, nghĩa là cuối. Tiếp tục đây là chữ này, chữ ngoại. Ngoại này đối đối ngược với lại nội, nghĩa là bên trong, thì ngoại này nó sẽ là phía bên ngoài. Đây là đầu. Đầu này nó chỉ về ví dụ đầu của các con vật, đầu của trang sách, hay đầu, đỉnh đầu, hay là nó là đi đầu. Đấy thì là đầu. Thế thì với đây là clip thứ 6 rồi các bạn nhé. Mình sẽ ghi ở đây là số 6 ở đây này. Thì các bạn xem cái màu mực của clip thứ 3. 3 đây. 3 này, 4 này, 5 này và đây là 6. Mỗi một clip mình sẽ viết một màu mực đi. Đây các bạn cùng xem. Mỗi một clip mình sẽ viết một màu mực nhé.
Nhưng khả năng tới clip thứ 7 thì mình sẽ viết mực đỏ. Sau đó mình lại viết lại thành mực đen, xoay vòng. Thỉnh thoảng mình sẽ viết sang một cái màu mực, ví dụ như là ở đây là xanh lá mạ đúng không? Thì mình sẽ viết thành xanh lá cây đi. Đấy, nó màu xanh nhạt nhạt hơn. Xanh này là xanh ngọc thì mình sẽ viết thành xanh dương, xanh lam, xanh đậm hơn một chút. Đấy, cái màu mực của nó. Hoặc là mình viết sang màu vàng, nhưng mà màu vàng thì nhiều khi là mình nhìn nó không rõ được đường nét. Đấy nhá, thế thì chúng ta sẽ gặp nhau vào những cái clip tiếp theo. Ở đây mới là trang thứ 6. Trong cuốn sách này nó có tới gần 60 trang cơ mà. Tức là sẽ còn lại khá là nhiều những clip tiếp theo nữa. Mỗi một trang sẽ là một clip. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ là trường kỳ để luyện. Thực ra thì luyện cái cuốn sách này là 3.500 chữ, chứ nó có phải là 350 chữ đâu. Nó khác nhau nhiều, tới 3.500, 3.000 chữ Hán. Các bạn thấy là nếu mà vất cho các bạn một cái cuốn sách 500 chữ chắc gì chúng ta đã đọc được hàng ngày. Mà đây là cuốn sách tới 3.500 chữ, đúng không? Thế thì các bạn phải nhờ, chúng ta cũng xác định là học gọi là lâu dài về sau này nữa. Thế những bạn nào mà chưa có bút máy này, mà các bạn muốn viết bút máy hành thư, hay là các bạn lấy sách về hành thư, thì các bạn liên hệ với mình nhé. Một bộ sách của nó thì nó sẽ hướng dẫn cả về phần hướng dẫn các nét ký tự, sau đó thì học tới bộ thủ, 214 bộ thủ này, và có 100 dòng họ là bách gia tính, và cuối cùng là cuốn sách 3.500 chữ này. Đây, cuốn sách 3.500 chữ này. Thế thì hẹn các bạn vào những clip tiếp theo các bạn nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc những clip thứ 6 ở đây. Chào các bạn nha, chào cả lớp nha.